hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mình ra trên plugin Knit Email 7.6. Đây là hình trước và sau khi chỉnh sửa. Và đây là file gốc. Cái này mình lấy ở trên mạng. Đầu tiên các bạn mở phần mềm Photoshop lên. Mở hình muốn chỉnh sửa, các bạn vào file, chọn Open. Đầu tiên để muốn làm mịn da các bạn phải chấm hết mụn mấy cái hạt tí tí này đã. Các bạn có thể dùng công cụ Sport Healing Brush. Các bạn chọn size nhỏ, size ở đây. Chấm cho bớt mụn. Các bạn để ý khi chấm là vùng da sẽ bị những hiện tượng như này này, bị loang lổ như này. Các bạn có thể dùng công cụ Color Stamp Tool để chấm. Các bạn nhấn chuột phải, chọn Color Stamp Tool, chọn opacity của nó là 25-30%. Các bạn giữ phím Alt ở vùng da muốn copy và đè lên những vùng da các bạn vừa chấm mà bị lỗi. Các bạn có thể chấm nhiều hay ít tùy vào các bạn. Các bạn thay đổi liên tục các công cụ để chỉnh sửa. Các bạn có thể dùng bát tôi muốn được. Sau khi khá là ok rồi thì các bạn có thể nhấn Ctrl G để nhân đôi layer lên. Các bạn vào Filter, chọn Knit Image, rồi chọn Reduce Noise. Ở đây cái mục này thì các bạn chọn Auto Profile. Phần plugin sẽ tự động nhận diện hình chụp từ máy nào, thông số như nào. Các bạn chọn Yes. Ở đây hình này mình lấy từ trên mạng nên nó hiển thị cái này. Trường hợp các bạn lấy hình chụp ví dụ như Nikon hoặc Canon gì đó là không, nó không có hiện cái này. Sau đó các bạn qua Noise Filter Setting. Rồi, ở mục đây. Ở đây nó tự auto nó nhận diện cái preset lần trước nên nó mịn luôn rồi. Các bạn vào Load Filter Setting from a Preset. Các bạn chọn Preset. Rồi thông số nó sẽ hiển thị như này. Các bạn có thể xem cái vùng thay đổi bằng cách kéo thả vùng như này. Đây là ngoài vùng này là da gốc. Ngoài da gốc, ở phía trong là đã chỉnh sửa filter rồi. Các bạn có thể tạo hạt cho da bằng cách là đây, cái mục màu này. Các bạn cái mục CR này các bạn kéo qua phải thì nó sẽ mịn hơn. Cái màu đỏ đỏ này ứng với màu da hơi cam cam. Như này là cái mục đủ nét, các bạn có thể tăng nét cho lên cho nó. Các bạn có thể thấy sự thay đổi ở vùng mắt, đặc biệt là vùng mắt.
con số này các bạn có thể để tùy ý, không phải lúc nào cũng hoàn hảo như nhau. Ở các cái mục noi này, cái hạt noi các bạn, đây là hạt lớn, hạt vừa và hạt nhỏ. Hạt lớn là các bạn tăng nhiều là da sẽ bị mịn, lắng một mặt phẳng luôn, không có hạt gì hết, nên các bạn có thể giảm xuống thấp nhất hoặc còn không cũng được. Các bạn chỉ giữ hai thông số này, sau đó các bạn chọn apply, đây vào trước và sau. Các bạn có thể dùng mặt tạo layer mask, những cái đun y và tạo mặt nạ và tô vào vùng da cũng được, tạo màu trắng. Hoặc là các bạn có thể để nguyên bản như lúc trước khi tạo layer mask cũng được. Đây, như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Phần mềm Bluepin thì mình đã chia sẻ bài viết trước. Cảm ơn các bạn.